Con thứ hai này. Quý nuôi rừng xin chào tất cả các bác nhá. Này hai anh em sẽ di chuyển rừng mới nha các bác nhá. Đó, hiện tại em đang ở phần xuống. Đó, khá là nhiều cây nứa các kiểu này. Giờ hai anh em sẽ tập trung làm cái chỗ ngủ nha các bác nhá. Sẽ tập trung làm thật nhanh cái nơi chỗ ẩn sắp tối rồi các bạn. Giờ hay dưới rồi. Giờ sẽ tập trung làm nhanh nhanh nhá các bác nhá. Các bác cùng theo anh em làm cái chỗ ở mới nha các bác nhá. Thank you.
Thank you.
Xong rồi. Giờ còn thiếu phần mái nữa các bác ơi. Vâng ơi, giờ em sẽ phải đi đánh mấy chiếc bẫy nha các bác nha. Em sẽ đánh lên đây lên trên này. Em sẽ tranh thủ đánh, em sẽ cũng qua đánh lên đây các bác nhé. Không là tối mất các bác ạ, không kịp. Bác ơi, bây giờ trời tối rồi các bác ạ. Hai anh em làm cái lều còn chưa kịp xong nữa. Anh em sẽ đi soi xem các con chú này có ếch với có cua không nhá các bác nhá. Hy vọng là nó sẽ có. Không biết là có ếch có cua không nữa. À, đây con cua bé bé, cua được chui vào rồi. Cua bé quá, này không ăn được. Chả thấy có con ếch nào đâu. Cua cũng chả thấy nốt. Ui các bác xem này, vát này. Trời ơi, vát nhiều. Ba con luôn. Ui bên này nữa ba con. Ui vát nhiều quá. À đây có con ếch này các bác ơi. Đó, ếch các bác nhá. Ếch này phải đánh thôi các bác ạ. Không có bắt được. Đó, ếch. À, con chạy. À, nhưng mà không chạy được nữa rồi. Bên này các bác. Đó, thế là có con ếch các bác ạ. Đó, thế là có con ếch các bác nha. Ếch này ăn ngon lắm các bác ạ. Con thứ hai này. Con thứ hai các bác ạ. Thực tế có ếch mấy các bác ạ. À bên kia thấy con tổ ong các bác ơi. Này. Các bác xem này, nó tổ ong đó. Đó các bác. Ui, nhìn đốt về ăn thôi các bác ạ. Giờ em sẽ lấy cái cỏ khô để đốt nha các bác nhé.
sợ thật. Ghê thật. Ít. Vạt ấy là vạt. Được có một ít các bác ạ. Đó. Ít quá các bác ạ. Có 2 tấm thôi. 2 tấm bé bé thôi. Thôi, ăn ăn tạm các bác ạ. Đó. Các bác. Đó. Cũng được. Ăn tạm. Đó, này là em thứ ba các bác nhá. Hết này. Em thứ ba các bác ạ. Ôi, giờ các bác theo em đi thăm bới nhá. Đó, em sẽ đi thăm bới đêm này. Chứ có con gì không? À. À. Ui các bác nhìn này. Ô. À, được một con, được một con. Ui. À. Được đấy. Thế là được một em rồi. Ui này. Bác ơi cha. Thế được một em các bác nhá. Các bác theo em đi thăm tiếp nhá. Đây em đánh 6 chiếc các bác ạ. Sập không? À, chiếc này không sập. Như đây em đánh một chiếc thì phải. Thế này. Đâu nhỉ? À đây. À, không sâu các bác ạ. Ôi, xem chiếc này nào. À, sập. Úi, không được, trượt các bác ơi. Lại trượt. Úi. À, các bác nhìn này, lùng này các bác. Các bác nhìn lùng này, đuôi đen đen ấy, lùng đấy. Đấy. Trời ơi, thế này mà hụt. À. Em hụt được một cái chứ. Xem chiếc này nào, con hụt không? A. À. Bấy đâu rồi? Ui em đánh chỗ này này. À ui dưới càng. Ôi để em lôi lên xem con gì nha. Ui đẳng thế. À. 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 Ui vướng rồi. À này con chuột các bác ơi. Chuột này. Ui chả máu ghê thế. Con gì cắn sao ấy. Chắc vừa dính ấy. Này các bác. Ui. Lại được một em nữa các bác ạ. Rồi, thế là được 2 em rồi. Còn một chiếc cuối cùng nữa các bác. Các bác hãy em đi thăm nha các bác nha. Xem chiếc này nào. Chiếc cuối cùng. Ôi. Trần thế. À. Lại mất bới các bác ơi. Ui để xem nào. Ui. Các bác xem này rơi. À càng thế càng thế. Vui lên xem nào. Ui. Có vẻ nặng đấy các bác ơi. À. Cái này là con. Cái này là loại chuột. Chuột hàng to các bác ạ. Xuống rồi. Ôi. Đây. Các bác xin đây. Ui. Cái này là loại chuột hàng to các bác ơi. Ui con đực. Còn được này các bác. Ui, hai quả ca nó xuống không? Khó ghê này, hai quả ca của nó này. Ui, to. Ui. Ê, được em này thì ngon thật. Này không phải cống nhum nha các bác nhá. Cái này là chuột ở trong hang thôi. To đấy. Ui. Con này gần nửa ký các bác ạ.
em sẽ đánh lại các bác nha. Đây các bác, được ba em này. Đó. Thế là ngon rồi, thế là bữa tối nay là có mồi rồi. Thế là bữa tối có mồi rồi em ơi. Được 3 con. 6 chiếc được 3 con. Ngon chưa? Đực của nó đấy. Ây da. Bên kia của em cũng được một con à? Châu này. Được đấy nhỉ. Chỗ này nhiều chuột nhỉ. Thích nhất chuột này này em. Người này. Ừ, con đực nó, hai quả ca của nó xuống kìa. Con đấy nhỏ thế, xịn thì to. Trời ạ. À, rừng này thì con này là to đấy. Là có ong rồi. Thực hiện các bác nha. Các bác ơi, đây là thịt chuột nha các bác nha. Đó, thịt chuột nấu với cua này, nó đủ ít canh. Còn đây là món ong này. Đó, hôm nay hai anh em chỉ có hai món thôi các bác nha. Hôm nay quên không mang rượu này, không mang có một ít nước ngọt liền uống cho nó hồi sức các bác ạ. Đây là cua nha các bác nha. Đó, để em ăn một miếng thịt chuột này. Đó, đây là bát ớt. Xin mời các bác nha. Ăn chuột kia rồi. Ai da. Chuột này dài đấy. Quả này ít luôn đi. Ô. Đấy, đúa tọc tọc này nó ra nước. Xin mời các bác cùng hai anh em ăn cơm nhá. Xin mời các bác cùng hai anh em ăn cơm nhá. Nào, anh em mình cảm tí nước này. Này quên mang men thế cài. Ây da. Này bát đũa bằng rừng. Đồ rừng hết. Ui da, cài hết. Ong này ăn có vẻ ngon sao nhỉ? Ngon thế. Thằng cua chơi. Thằng cua các bác nha. Xin mời các bác nha. Xin mời các bác nha. Thằng cua. Cua ở đây bé quá nhỉ. Trắng. Suối to thế mà không có cua. Thấy gì lạ rồi. Bát hơi to ấy, cơm sắp không nổi. Đựng rượu thì còn hết bát này cũng mà không rời được.
hay bát mới gọi là tị biên. Này bạn ếch này. Hôm nào cũng 10 giờ đêm mới được ăn cơm, chả mấy chốc là rơi nó đâu. Đã rơi xa. Ai à. Cơm đi. Xin mời các bác nhé, còn hai em ăn cơm. Nó kèm đốt tổ ong mà nó ít quá các bác ạ. Tí nữa được tầm khoảng 3 tấm thì ngon, được có 2 tấm. Thôi video chắc em sẽ xin kết thúc tại đây nhé. Giờ hai anh em sẽ phải ăn cơm nữa các bạn. Các bác xem video thứ hai cho anh em xin một like và một đăng ký kênh nha. Tạm biệt các bác nha. Tạm biệt các bác nha. Hai anh em phải ăn cơm, thằng tranh thủ nghỉ ngơi hết. Muộn quá rồi các bạn. Ông có một tí cũng sắp hết rồi.